đấy. Ok, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại ăn gọi là gỏi vịt cháo vịt của nữ hoàng gỏi vịt ở Bình Đường nha các bạn. Chung cư Bình Đường bữa dịch quá trời, anh chủ bịt mặt không thấy, ông chủ quá đẹp trai lên hàng nào. Hôm nay bán được không chị? Bán cũng lai rai vậy anh. Lai rai gì quá trời với lai rai gì. Chị nói bán bình dân, bán cho công nhân ở khu vực chợ Bình Đường nha bạn. Chỗ này là chợ Bình Đường luôn hả chị? Chợ Biệt Lập anh. Chợ Biệt Lập hả? Chung cư. À bên đây hình như gà chứ? Gà. Bên đây có gà nè. Bữa nay mới tuyển thêm hai nhân viên mới hay sao? Thấy à, mấy em sinh viên đó. À. Chạy bàn, bơi bàn. Làm thêm hả? Dạ, làm thêm. Wow. Khá ngon rồi. Bữa trước hai anh em xuống, có anh bạn YouTuber xuống quay nhiều người xem lắm á. Dạ. Chị có coi coi nào không? Em có không thấy kênh nào lên coi được. Tự nhiên hôm nay cái video em quay chỗ chị nè, tự nhiên view nó quá trời luôn. Ăn đề xuất cho nào biết. Bữa nay quay lại quá. Em đem quay lại. Tự nhiên mới nhớ, ủa sao ta? Anh giới thiệu lại vô mình, giá bán sao? Giá là 340 ngàn một con. Còn mình hai người là 80-100 tiền. Hai điều tùy theo. 80 ngàn, 100 ngàn. Nữa hả? Nữa. Nữa. Tự nhiên view lâu, nó quá trời view quá thấp. Anh đề xuất của ai không biết nữa mà rất là nhiều view. Cũng có mấy người khách đến là anh cái kêu hỏi là xem trên mạng có chạy tới. Bởi vậy cũng như làm YouTube cũng hên xui à, lâu lâu tự nhiên anh đề xuất cái video quý không à? Cho nên là phải quay lại lại. Đi nhiều là đó. Ở đây có cháo gọi mà trước thấy chị nói là có gì có mang cuốn mang là ở đây đâu bán hả? Cuốn mang chi nhanh dưới. Cuốn mang chi nhanh dưới. Bơm trước em qua ghế dưới á. Cái cây chút xíu à. Thấy rồi, em có xuống ghế. Mình lại mình chặt sẵn luôn vậy hả? Dạ, chặt sẵn ra để bán cho có lẻ đó. Chứ có tiếng người ta tới mình chặt không kịp á. Không biết là nữ hoàng bây giờ là đây là không biết là hoàng tử hay là cái gì nữa. Mình để cái đầu riêng vậy để mình bán nha. Dạ. Dễ. Bố chặt xuất sắc nhiều. Không giờ mà đông nhất là anh nói là hình như là giờ anh giờ anh tối đó, giờ anh tối. Từ 6 giờ đến 8 giờ. Giờ là mình chắc là mình chuẩn bị thôi. Đúng rồi, anh là mình chuẩn bị trước á. Bán lai ra cái gì không? Bán lai ra cho tới đêm luôn. Để quay cho các bạn, khu này gọi là cái khu chung cư Bình Đường nhưng mà là qua chợ Biệt Lập. Chợ Biệt Lập. Một chung cư An Bình. Ở đây em thấy có bộ đồ lòng này bán cái này bán 25 ngàn một bộ. Con gà, gà. Ở đây có gà này gà. Có nhiều người ở nước ngoài họ coi họ nói chị gái chặt vịt này chặt quá bén luôn, miếng nào ra miếng nấy à, xong rồi mới bả mới liên tưởng là tới cái vụ mà mấy ông đi lén phép là bà chặt phá là đất luôn. Tại sao ai cũng nói tôi đó vậy? Tới đây thấy cũng nói đâu đi gà mình chỉ chặt được vịt gà thôi chứ ai dám làm bậy chưa. Tranh thủ mình quay cái đoạn mà hôm nay anh chặt sẵn nha các bạn.
Mấy giờ đã có ăn rồi? Mấy giờ là mọi người có thể ăn được? 4 giờ là có ăn rồi. Hiện tại mình đang tới là hơn 5 giờ, 5 rưỡi rồi các bạn. Khu này nói chung là công nhân đông lắm bạn. Phía bên kia có cái chợ kìa. Người thấy cái tủ dịch quay dịch luộc dịch chứ là gà của anh là nhìn thấy mà không thèm thôi luôn á. Vậy nói là dịch này là dịch nhà nuôi này à. Gà cũng nhà nuôi này, nó giỡn chứ hình như là chỉ có cái người thân cung cấp cái này luôn không anh? Hôm trước nghe dạ đúng rồi, người trong gia đình anh em làm cái này luôn. Nhớ. Dịch gà. Ủa gì anh ơi? Anh sao anh? Mấy thịt đó. À. Anh mua cho mấy người ăn ạ? À? 2 người ạ. Chở gọi là 80.000. Em cháu gọi đã được mà cho em nhiều rau xíu em còn để lại làm thêm một cháo cho em bé nữa. Rồi ok. Thêm một cháo cỡ 50.000 giờ không tiêu, không hành không tiêu. Hai thêm một bịch cháo không tiêu. Bao nhiêu cũng có. Mời mọi người chọn gói này. Ở đây có cái nước chấm xuất sắc lắm. Bây giờ mình sẽ tắt video rồi, bây giờ mình thưởng thức xong rồi đâu mình quay tiếp. Bây giờ cháo đây mình nhìn mà không thèm mà thôi đó, thấy không? Quá trời quá. Đây là nước chấm nha các bạn. Nói ngon luôn. Hết mấy người bán luôn đó mọi người. Khu đây là khu dân cư khá là đông các bạn. Bên kia một cái dĩa gỏi nha mọi người. Dĩa gỏi nhìn đã không? Đó là thịt. Cô cháo đó là không có quyết nha các bạn. Ăn ngon luôn. Đặc biệt là nước chấm. Vứt một tô cái phần đó là cả nước nên là cái đâm dục ngàn này các bạn, quá rẻ luôn. Đó, giờ tiếp tục ra quay nữ hoàng gọi là gói vịt đặc dịch xuất sắc ở khu vực bên đường này các bạn, bây giờ mình xem. Rất là tình hình bây giờ ở khu vực này nói chung là mọi người cũng sống bình thường trở lại rất là lâu rồi. Quay cho mọi người chợ búa buổi chiều, công nhân là học sinh rồi đi chợ đi vòng vòng các bạn. Quay từ phía ngoài vào cho các bạn xem này. Tiền lẻ không hả? Ờ, phải đâu. đổi tiền lẻ để thổi các bạn. Đây mọi người ha. Trời luôn rồi các bạn. Bày biện rất là đẹp. Cái xe này, cái tủ này mọi người thấy nhìn vô là thèm rồi đó. Nhìn vô là muốn ăn liền đó các bạn. Vậy đó. Quán này gọi là quán Việt 1. Có nhiều chi nhánh nha các bạn. Đó, chung cư An Bình, Lê Trọng Tấn. Ủa, anh tên Việt luôn hả? Dạ. Bên Việt là tên là Việt Việt luôn này. Đây là một phần cho một người ăn. Cái nghề này là từ phía anh hay là phía chị? Dạ, của em luôn.
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Một bộ lòng 25 ke. Quá rẻ đúng không? À, quá chất lượng ngon. Nó còn quá trời vậy nè. Nó 65 ngàn. Quá ngon luôn. Quả đó mua gì em ơi? Hai lòng thịt với một cái một người chị. Bên kia rồi. Bên này. Hai lòng thịt với hai đường hả? Hai lòng thịt với một người nha. Đau ghiền luôn á, nhìn bà chủ là đánh gọi bà chủ là ghiền bà chủ luôn á. Vậy. Khung giờ là 4 giờ chiều là ở đây là chị có bán rồi, anh chị có bán rồi. Đó, phần này hai người ăn thêm hai tô cháo nữa mới có 100 ngàn thôi. Quá chắc là luôn. Bán bình dân mà chị nói gì bán bình dân, bán cho vui mà. Bán thì đam mê thôi đúng không? Bán thì đam mê thôi. Lời nói gì tầm này. Tầm này á. Bữa trước thấy dưới kia cũng cũng đông đông á, giờ hình như cũng đông rồi. Thấy cái quán số 2 á. Mà bên đó là mới mở nhưng mà nhiều người người ta chưa biết tới. Thứ nhất là vậy, thứ hai nữa là người ta vẫn thích mình hơn. Người ta vẫn thích mình làm hơn. À, giờ kiểu bây giờ bắt đầu giờ tăng tầm rồi. Có nãy anh quay là chọc ra một mớ đó, giờ hết rồi nè. Giờ chọc gì chọc thêm. Hết rồi, hết chặt, hết chặt. Cái này gọi là... Chứ đợi khách cớ mà chặt thì không có kịp. Dạ. Người vẫn thích nữ hoàng chặt dịch hơn. Thích xem chị chặt. Có nhiều người phụ nữ ở nước ngoài á, họ không có Việt Nam á, họ thích xem cái này lắm. Dạ. Dạ. Ngày bán được mấy nồi cháo vậy? Ngày tầm khoảng nếu mà ngày thường 3 nồi. 3 nồi vậy hả? Ờ, thứ bảy chủ nhật thì 5 nồi. Wow, cái nồi như cái nồi là bao nhiêu lít à? Mỗi nồi là 100 lít. 100 lít hả? Wow. Hấp dẫn. Mình nấu cháo này là phong cách của người miền Bắc á ta. Miền Tây là hình như người ta không có bỏ lòng nồi luôn á. Cái này hết vịt đó. Yeah. Hết vịt để có cháo, hết vịt cái nước luộc vịt đấy, nấu cháo. Dạ. Yeah. Như cái luộc vịt là mình luộc ở đây luôn ha, đâu anh? Dạ, luộc ở trong nhà. À. Ở đây gió quá. Dạ. Cái luộc vịt mất công nước thì ghê giăng lên chưa đó. Dạ. Yeah. Giờ mới có lại đây nha các bạn. Cái giờ bắt đầu giờ ăn cơm mới là đông á mọi người. Nãy vơi rồi, giờ đây rồi, đây giờ vơi rồi, rồi chặt tiếp. Anh Việt anh chặt tiếp cho các bạn. Chỗ Việt Việt một lần này mình cũng đã quay một hai lần rồi các bạn. Đúng rồi, một hai lần. Nghĩa là đây lần hai hay lần ba ta? Lần ba rồi. Ba rồi đúng không? Dạ. Anh chủ chặt xuất sắc như chị. cái này là hai vợ chồng gọi là xong cấp kiếm hợp ích luôn. Xong kiếm hợp ích luôn. Để mà lấy đông khách quá, hai người hai dao chặt hai bên luôn. Dạ. Mình mỗi người hơn. Bây giờ nói mấy ngày lễ hay là đông lắm. Ngày lễ nghỉ tập rồi 30 đến 4 thì kia. À. Tổ Hồng Vương. Đông lắm. Hai người chặt. Sắp hết 34 rồi. Các bạn đang dịch ở đây. Một ngày mình bán được mấy con? Ngày tầm khoảng 7-80 con gì đấy.
ngày thường, thứ bảy chủ nhật thì trăm, hơn trăm. Dịch này là dịch dịch cỏ hay dịch siêu thịt đấy à? Bớt cái này là vì siêu thịt đó, vì siêu thịt. Cái vịt cỏ nó xương lắm, mỡ nó xương nhiều, nên là nó không ăn mấy. À, làm gói không ngon, không ngon không? Ăn thịt nhiều hơn. Làm là vịt siêu thịt. Chặt dịch cũng là một nghệ thuật mà người chặt dịch là một nghệ sĩ vậy mà. Kiểu ẩm thực đường phố người ta thích xem kiểu một người chặt hay là chế biến món ăn á. Ví dụ như mình đi mua con vịt mình cũng muốn người ta chặt trực tiếp cho mình cho nó yên tâm. Yeah. Là nó đảm bảo. Điều thế này các bạn. Bởi vì bên này mình quay cách đây trong cái dịch các bạn 4-5 tháng rồi. Hôm nay quay trở lại đây thưởng thức là gỏi vịt với là cháo vịt. Có nhiều người coi YouTube không mà để ăn kêu là coi tụi mày chặt vịt. Coi đi coi lại coi thấy bao nhiêu tụi mày chặt vịt không à? Coi thì coi đi coi lại thấy chặt vịt không? Coi lại thấy chặt vịt không? Nhiều người đã khoái chặt vịt lên cho tới ăn xem thử. Người ta quay, người ta hay lên kênh YouTube người ta xem. Rồi. Hôm nay đi ngang qua đây thì chúc cho anh chị làm mở thêm cái việc vịt 4 năm nha. Rồi chúc mà con rể hả? Gì con vậy là không có ông trai à. Ông vịt sao có con trai được, nhà bố đẹp trai nhất nhà. Ủa vậy là không có chơi còn trẻ mà để con trai cháu không em. Tôi có dịp lễ để chứng kiến thử đồng cỡ nào. Đúng rồi, ngày lễ dịp sắp tới rồi. Dạ 30/4. Ồ, cái nước đây là ngọt lắm hả? À, cái nước này còn gà đây mình lấy tiện dụng mình đào gọi luôn. Kiểu như đây giờ là sinh viên tụi nó không đi học rồi, là công nhân rồi, người ta đã làm cũng sum tụ hả? Đúng rồi, giờ này cũng không như hồi trước nữa. Dạ. Giờ sum tụ hơn nữa. Cuộc sống nó trở lại bình thường rồi mọi người. Người dân rất là phấn khởi. Nhưng mà cũng mới bước đầu thôi. Hy vọng là sẽ tốt lên lần gần. Đúng rồi. Ai cũng vậy. Ai vậy, cái nào đó nó bình thường này người ta thích hơn. Dạ. Ăn uống thoải mái hơn. Cái con gà xong tới còn 200 gà nữa. Đi đâu cũng bịt rồi. 130 nha. Ống chế. Một con gà này các bạn. À, bên đây là chỉ trồng gà. Đây 200 gà các bạn. Con gà các bạn. Gà người ta thấy thích ăn hả? Dạ cũng có nhiều người thích gà, nhiều người thích vịt. Tùy. Đính thôi rồi mà thấy chặt gà cái quay tiếp luôn. Đúng rồi. Tại là thầy thấy chặt vịt không hay gà ít mua. Rồi 200 rồi. Kìa, bên kia ngoài ông khách mua gì gà. Một bộ hả? Hai bộ. Rồi. Hai bộ lòng không làm gì hết mang về nha. Cứ bấm 210 gà đi cháo. Nhanh đây các bạn. Rồi. Hai bịch cháo à. Đầy đủ chưa đây?
bây giờ mọi người đông lắm rồi, bây giờ bắt đầu đông rồi, bây giờ bắt đầu chạy tiết độ rồi, rất là nhiều khách nha các bạn. Đông đủ lắm bạn, bây giờ cái đường này vì đường vì chợ nha các bạn. Đường vì chợ mọi người. Rồi chúc anh chị một buổi ăn đất nha. Em cảm ơn anh nha. Ok, bye bye các bạn. Ok, chúc các bạn gọi là có những cái trải nghiệm, gọi là những món ăn đường phố Việt Nam. Và hôm nay là mình giới thiệu các bạn là món cháo gọi vịt nha các bạn. Có gà đó. Rồi chúc bà chủ mua bán đất nha bà chủ. Rồi, bye bye nha. Dạ. 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 Dạ.